Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. À, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tới nick siêu bọt Vẽ Việt. Thì đợt này nick siêu bọt Vẽ Việt thì vẫn là à, Minh Giới thôi. Bởi vì thật ra thì cái câu chuyện của Minh Giới nó khỏe ở cái thằng bạch của Tinh các bạn. Nghĩa là bây giờ có những cái câu chuyện combo gì như ví dụ như câu, combo đấu chiến Thắng Phật và combo với bạch của Tinh. Bởi vì bạch của Tinh bản chất của nó là nó có. À, không phải bản thân của nó nó có cái ẩn thân đấy nó cái khi mà thức tỉnh các bạn thức tỉnh uh, bạch cột tinh thì hầu như các bạn sẽ nhận được cái trạng thái ảnh đồn cái trạng thái ảnh đồn này nó ngon hơn cái trạng thái uh, ảnh đồn của uh, Thân hồn rất là nhiều phải nói là như vậy và chưa kể là đánh càng lâu nó còn khỏe Chứ kể nó có thêm câu chuyện của bạch triệu hồi nữa lợi đôi đường còn có một cái yếu tố nữa khi mà các bạn chơi bạch cột tinh mà kết hợp với đầu chiến thắng phật nhé cái này này đây là không phải đâu đây là không phải câu chuyện của các bạn đâu mà đây là câu chuyện của siêu bót nó hơi hơi sai tí các bạn thông cảm thật chưa để mà để mà các bạn nông dân cạnh chay mà đạt được cái này ngưỡng này thì các bạn phải chơi thêm một năm nữa nghĩa là các bạn tổng cộng các bạn chơi game khoảng tầm 500 ngày ừ, có ai chăng phải tầm 500 ngày thì các bạn mới có được cái câu chuyện của một đội hình có đấu chiến thắng vật ở năm sao còn mà các bạn uh, tùy nhé Cái này tùy thuộc Thì khi mà như thế này thì chúng ta sẽ đạt được cái câu chuyện là cho Các bạn sẽ có cái slot Còn lại các bạn sẽ cho dương tiễn vào đây Đấy, từ đó thì uh, các bạn sẽ tối ưu được cái sức mạnh khiến cho đầu chiến thắng Phật đánh từ vòng 2, vòng 3, vòng 4 đều khỏe hơn rất là nhiều Đấy. Tuy rằng bây giờ con số phần trăm sập thương này nó không cao nữa các bạn nhé Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta thử tính xem một cái cao như thế này cái câu chuyện phần trăm sát thương nó đã lên tới 514 rồi thì có hai chăng ấy thì việc mà có sự chênh lệch đó thì nó sẽ tạo ra cái sự chênh lệch khoảng bao nhiêu đây khoảng 12 lần 12 lần chúng ta nhân 4 là chúng ta có được 48 đúng không 48 phần trăm sạch thương và 48 phần trăm sản sạch thương nhưng đối với mình chưa kể kết hợp với cái này nhé kết hợp với cái này chúng ta có thêm được sáu 6 6 x 25 là được 150 nghĩa là nó được lên 200 mấy đấy các bạn chưa kể là kết hợp với cái này có cái này nữa nghĩa là ngoài cái chỉ số cơ bản ở đây rồi đúng không thì chúng ta có thể tính được mà nếu mà đánh về dài đấy thì càng về lết đấy thì cái câu chuyện bục của cái này nó lên có thể lên tới tận 800 phần trăm mất đúng không, đúng không? nó có thể tám trăm phần trăm đó là lý do tại sao mà càng về sau ấy, cái câu chuyện đánh nhau nó sẽ phụ thuộc vào cc nhiều hơn phụ thuộc vào hiệu ứng hoặc là những cái trạng thái xấu nhiều hơn so với những cái câu chuyện kích duyên hay là búp hai mươi phần sát thương cái câu chuyện búp hai mươi phần sát thương mình cũng đã nói là ví dụ như minh giới có hai mươi phần trăm sát thương đến từ mạnh bà chẳng hạn hay thiên kỹ mạnh bà bốn mươi phần sát thương đấy kiểu kiểu như thế này thì đối với các server mới giai đoạn đầu nó cái này nó rất là khỏe siêu khỏe luôn bởi vì lúc đó cái chỉ số phần trăm giải tương các bạn rất là nhỏ nhưng càng về sau này thì nếu mà cái sự tranh lệch bây giờ muốn lớn ấy nó phải lên tới hàng trăm rồi chứ không phải là nhỏ lẻ như thế này nữa và bây giờ cái câu chuyện mạnh mà bà của chúng ta không phải là câu chuyện mạnh bà của server mới nữa ngày xưa là server mới là để lấy phần trăm sạch thương đúng không còn bây giờ là server cũ rồi thì câu chuyện mạnh bà nó sẽ là câu chuyện của một mạnh bà thất tình Tại sao lại không chơi thiên đế thức tỉnh ở cái hay là thiên đế ở cái con này thì theo như mình thì mạnh bà nó có cái hay là sau khi tiền kỹ năng này, các bạn để ý thức tỉnh ba nhé xóa tất cả trạng thái bất thường của thần tướng phe ta ra tay lần kế phe ta tăng cho mạnh bà và thần tướng 25% mươi sản sẽ thương duy trì cho đến khi kết thúc cả vòng Nghĩa là nó giống như câu chuyện của Đại Minh Vương Nhập Thể hay là câu chuyện của Di Lạc Xóa Hiệu ứng ấy. Nói chung là nó rất là hay. Đó là lý do mà tại sao một số nick mà bây giờ các bạn kể cả mê nông dân cài chay cũng vậy. Một số bạn đang hỏi là nếu mà minh giới thì nên thức tỉnh gì? Thì chắc chắn là thức tỉnh mạnh bà. Rồi uh, hóa quyền đầu, không phải là nên, nên thức tỉnh gì mà hóa thân, nên hóa thân gì? Đầu tiên là sẽ là hóa thân mạnh bà, theo nữa là có điều kiện nếu mà hiện tại mà các bạn suy nghĩ nếu mà các bạn có thể lên được hóa thân thức tỉnh mệnh bà các bạn cứ trải nghiệm không thì các bạn đợi lúc nào mà ổn ổn tí mà cái server của các bạn mà thấy có một người nào đó đột biến về vấn đề nào đó thì các bạn có thể chuyển hóa thân nhưng mà để an toàn nhất thì vẫn là hóa thân mạnh bà các bạn nhé còn câu chuyện có nên thức tỉnh hóa thân mạnh bà không thì nó sẽ tùy vào mỗi người bởi vì đến cái tầm level đó thì các bạn có thể nhận thức được rằng là đồ hình của mình nên cần cái uh, mạnh bà thức tỉnh hay là cần một tướng đỏ thức tỉnh khác rồi uh, tiên phạt chế nhân có ngự linh năm này sắp tới có ngự linh sáu đây, có đại minh vương các bạn nhé, Đấy, chuyển hóa thành hồ thuẫn tạo hồ thuẫn rất là tốt. Ờ, sau này sau này thì có thể là hầu như là hiện tại uh, siêu bọt đang cho cái sơn tiêu hồn này, Đấy, cho cái sơn tiêu hồn này có trạng thái ẩn độn cho uh, ngủ không. Bởi vì bản chất của ngộ không từ kim ấy. Nếu mà sắp tới hiện tại chưa có metan né tránh Nên có thể là không cho mảnh hố hồn đứng được Nhưng sau này mà nếu mà thật sự metan né tránh Ở siêu bọt tôn giả xuất hiện Thì bắt buộc cũng phải thay đổi cái sang mảnh mảnh hố hồn Còn nếu, nếu hiện tại sử dụng sơn tiêu hồn là rất là hợp lý rồi Đúng không các bác? Bởi vì nó sẽ giúp cho chủ nick kháng là cái dạng nổ khí là một Thứ hai là nó sẽ duy trì cái lượng đam tốt thứ ba nữa là nó tránh cho việc là đấu chiến thắng Phật bị sóc đam khi mà đánh với những người mà cùng tần tần số tầng sức mạnh tầng giàu có với chủ nick đấy à, bạo thương sắp tương giảm tiếp né tránh theo như mình nghĩ thì ở chạy né tránh vật phòng cái này có khả được chính xác không thêm nữa không nhỉ Để từ mình xem mà thường thương thì mấy cái khảm này nó thường cố định một số cái các bạn nhé duy trì thương, ồ oh, cái này thì mấy option có cố định rồi nên cũng hơi khoai nhỉ. Uh, nick thì vẫn hầu như tất cả mọi sự kiện chủ nick đều chạy hết các bạn nhé, đều chạy hết và hiện tại thì chúng ta có câu chuyện này, đây là thiên đế tu la các bạn nhé, thiên đế chạy tu la hầu như mà nếu mà thiên đế chạy tu la này thì cái thần thông tạo hóa kim thân này sắp bỏ dần đi các bạn, uh, bỏ rồi đây bỏ thần thông tạo hoặc ở à, đây vẫn còn <laughs> xin lỗi à, đây thần thông này sau tới thì có lẽ rằng ở meta nông dân Cải chay phải bỏ đấy các bạn bởi vì ai cũng đánh thiên đế thôi chắc chắn các bạn phải có thiên đế tu la bạn ấy còn việc mà các bạn ai à, chơi hai thiên đế hay là cái hợp của thiên đế quan âm nó tùy vào suy nghĩ các bạn nhưng là hầu như chắc chắn bây giờ 100, 100 bản Việt Nam ấy nếu mà các bạn xem vừa cũ bây giờ chắc chắn phải lên thiên đế thức tỉnh rồi nhé thiên đế quan âm mà quên quan âm thức tỉnh các bạn có thể không lên bởi vì các bạn có thể là không có câu chuyện của ứng long nhưng nếu mà các bạn có ứng long ấy thì các bạn chạy hai quan âm thức tỉnh cũng ok nha các bạn nhá. nhưng phải tối ưu mình nói rồi kênh của mình cái gì cũng vậy bi là bi cho nó tới nơi tới chốn chứ mà nửa nạc nửa mỡ nó rất là dở giống như câu chuyện mà các bạn vào ăn quán ăn ấy vừa ăn quán ăn phở mà vừa bún bò Huế rồi vừa lẩu thập cẩm rồi các kiểu thì nó rất là dở còn hơn là chúng ta thuần vào ăn một quán phở nó vẫn có gì đó khác biệt hơn đúng không cái gì cũng vậy cứ chuyên tâm là ăn ăn nó rồi nói về đồ mạnh của nick này thì nó phải lên đến từng tỷ rồi các bạn chạm ừ. ngưỡng gần 2 tỷ rồi à, đợt này có cái sự kiện là ưu phẩm tuyển ngon yeah. phải gọi là sự kiện ưu phẩm tuyển là một trong những sự kiện ngon nhất sau khi mà có hoàn trả nạp yeah. đúng không bây giờ thì hầu như chúng ta sẽ dồn nạp và hoàn trả nạp các bạn đang có ý định kế hoạch nạp thì các bạn bị tích vào hoàn trả nạp từ đó các bạn tích cái lượng thiên bảo để các bạn chơi cái sự kiện này riêng cái gói nhé chúng ta nói ngon nhất của sự kiện này có lẽ đó chính là gói quà kinh thi hầu như với cái lượng tài nguyên này thì các bạn đã có đủ một cái trang bị một đồ hồng hoang rồi nghĩa là đồ hồng hoang này nó tương ứng với khoảng một triệu ba dinh các bạn nạp bên mình thêm triệt khấu nữa nó rất là mềm 648 đây gói này tầm khoảng 1 triệu ba dinh thôi rất là rẻ thêm chiết khấu nữa thì quá ơi là ngon luôn thì các bạn nào ủng hộ mình với nhá bởi vì đợt này hơi ế nên tranh thủ mà ai ủng hộ mình 500, 1 triệu là mình mừng rồi Hay là gói lô quyền cũng vậy à, Riêng siêu bọt bé vịt thì uh, siêu bọt bé vịt đã không cần cái này nữa các bạn nhé Còn server mới thì các bạn có thể đầu tư vào Theo như mình server mới sẽ mua gói này Còn server cũ thì sẽ không mua cái gói này đâu Và server cũ thì nếu các bạn mua thì mua đá tinh luyện đi Bởi vì đá tinh luyện mình cũng đã phát tầng phân tích rồi Cái câu chuyện đá tinh luyện nó luôn luôn thiếu Kể cả nông dân cày chay hay là tốt Và cái option của đá tinh luyện cho lên cũng khá là là ngon với sự tranh lệch mỗi lần riêng cái vũ khí lên một lần tinh luyện các bạn đã cho các bạn 8% tấn công rồi ngon đấy bằng một lần các bạn kích duyên đổi giám ngày xưa rồi đá quý chắc chắn sẽ mua nhé đá quý rơi vào khoảng là 650.000 khá là rẻ mà các bạn nhận hết các bạn nhớ nhé các bạn uh, mua các bạn mua cái này mới rẻ này các bạn mua mua giả giảm giá này rẻ nhất các bạn nhé đừng có mua lẻ đã xác định mua là chúng ta mua như thế này. Còn mua lẻ trừ trường hợp mà bạn nào nghèo quá hoặc khó khăn quá ai các bạn không có các bạn bỏ 650 000 nghìn, các bạn mua một cái. Đấy, ví dụ các bạn nông dân chẳng hạn các bạn bỏ như vậy. Còn không mà nếu mà điều kiện tốt thì chúng ta nên mua như thế này nó sẽ lớn lợi cho các bạn rất là nhiều. À, quà đầu tiên thì uh, quà đầu tiên thì rất là ngon. Nó sẽ là câu chuyện về uh, chỉ số ẩn nói thẳng là lần đầu tiên nó chỉ số ẩn. Bởi vì nó là câu chuyện của phần trăm sát thương hay là những cái nhất là cái quả đầu tiên 9.000 năm này để mà lên được mức 9.000 năm các bạn cần rất là lâu nhưng cái cái option mà 9.000 năm nó mang lại bạn nào mà chăm bú tất thất uh, tất bảo ấy giống như một câu chuyện mấy ông uh, nông dân cày chay ấy. mấy ông cày chay là một đông những mấy ông ăn tất bảo này ví dụ các bạn muốn đẹp meta cày chay đúng không các bạn nhờ người khác nạp cho các bạn Đấy, để ăn tất bảo rồi ăn đầu tiên này các bạn khỏe như voi Các bạn cắn khoảng 10 quả thôi Mình nói thật Cắn 10 quả là các bạn có 25% sạch thương rồi Các bạn nhớ nhớ như mà cắn 10 quả đầu tiên 9 ngàn năm này Các bạn có, có thể khét ra lửa rồi các bạn nhé Bởi vì những cái chỉ số như thế là kẻ địch nó không hề biết được ồ nó nhìn là ổ đồ hình hai đứa giống nhau đấy nhưng các bạn nó không thể biết được các bạn là có bao nhiêu phần trăm sát thương và bao nhiêu phần trăm sát thương trong cái từng chính của bạn như thế này giả định như ác cao này đi ác cao này mình sâu quá chi tiết rồi bây giờ mình sâu cũng không sao nữa đây các bạn thấy chưa những cái option này sao các bạn biết được đâu ra tăng sát thương PPP 580 đây đâu ra miễn sát thương pp 590 đây đâu ra cái cái gọi là cái mô hình đây đây mô hình level 4 này đây, mô hình level 9 này Cái này bùi thêm đam thì phải nói là nó Thốn đến đần rốn các bạn Chắc chắn là nick chú heo mình sẽ lên cái này các bạn nhé <laughs> Rồi bởi vì uh, nó đam rất là thích Mạnh các bạn Mạnh dã man thật Mình nói tới phải có những sau có những câu chuyện mình phân tích cho các bạn Mình nói với các bạn nhé Bây giờ càng ngày mình nghĩ ra được cái con thần tướng này nó mới quái này Nếu mà bạn nào mà đi full đam ấy chạy khuya mọc lan ấy rồi uh, kết hợp từ nào kết hợp với phong hỏa này nghĩa là kết hợp những cái gì đó chạy phần trăm sát thương rất là cao ấy. thì có thể rất là tốt được cái thì mình rất thích cái thiên ký của con này nhá nhưng đối với mình thì thiên ký con này mình cũng đang suy nghĩ để tận dụng như thế nào tối đa thôi rồi thôi rồi từ từ, từ rồi chúng ta cùng nghiên cứu này được cái là câu chuyện đang trong kế hoạch thôi uh, đợt này thì bảo một số bạn bảo nick này và nick uh, siêu bỏ tôn ra thì bên như thế nào bản chất để nick này không bao giờ có thể lên lực chiến được siêu bảo tôn giả nhưng nói mà để thắng được uh, siêu bảo tôn giả thì vẫn có chú uh, chủ trí đó có cơ hội ôi bạn này có uh, baby này thanh xà idol văn mạnh <laughs> idol văn mạnh khỏe nhé các bạn nhá thần hồn mì uh, thần mồ hồn level 12 rồi này các bạn thấy chưa level 155 thần hồn level 12 mình đánh một tí nào À, hầu như bây giờ mọi người uh, có vẻ trụng minh giới nhỉ đây bây giờ các bạn muốn hủy diệt idol của các bạn là ai thì mình sẽ uh, sẽ lên clip cho các bạn hầu như là nick này mình nói với các bạn là bất bại rồi <laughs> bất bại là mạnh nhất rồi các bạn ạ mạnh nhất rồi các bạn ờ, uh, thắng ngay đồ tôn giả rồi thắng như thế nào thì mình cũng hơi tế, tế nhị để đợt nào đó rồi làm clip riêng và chúng ta cùng nhau phân tích câu chuyện chứ mà nên như thế này mình cũng không muốn ấy, xảy ra câu chuyện tu xích bởi vì thật ra hai siêu bột nó đều là một tượng đài mình nói thật với các bạn hiện tại là những người kết bạn với nick này toàn là tượng đài của trò chơi nên mà có gì mà nó có thể clip nó không hay ho, ho cảm giác không làm thoải mái các bạn thì có gì các bạn thông cảm giúp mình Bởi vì thật ra là các bạn ai cũng có idol Mỗi server thì các bạn sẽ có idol Chứ kể là idol sẽ đem lại cái giá trị cho các bạn rất là nhiều Các bạn nhé à, nói mới để ý bạn baby bây giờ bạn, bạn baby bây giờ đầu tư rất là tốt nhá bạn baby bây giờ bạn ấy tâm huyết uh, idol văn mạnh cũng vậy ngày xưa chúng ta có câu chuyện của idol văn mạnh tôi chỉ nào có 70 triệu thôi <laughs> Đúng không? nhưng bây giờ idol cực kiện mình nói với các bạn là trò chơi càng chơi càng cuốn đấy mà nhé vấn đề là năng lực của chúng ta chơi tới đâu thôi chúng ta sẽ sẽ hạnh phúc với cái giá tiền chúng ta đầu tư cày chay có hạnh phúc của người cày chay nông dân có nhiều kiểu nông dân nông dân theo kiểu tá điền địa chủ khác và nông dân kiểu cầm cuốc một tháng 400 nghìn 500 nghìn cũng là nông dân rồi đấy. chúng ta thật ra là việc mà các bạn nạp thì nó sẽ làm cho nhà phát hành có cái phí duy trì trò chơi, phí duy trì phát triển cũng như là để cho trò chơi có thể phát triển tốt hơn. Hầu như là chúng ta thấy đây trận đánh nó khá là chênh lệch, thật sự là nó chênh lệch được chiến tận 3 lần. Đây, idol baby đây, bạn nào chơi gặp cục này thì chắc sẽ biết idol này rất mạnh. Sự phải gọi là sự thay đổi cực kỳ lớn nhé từ cái kiểu bi cũng như là từ cái việc đầu tư, bạn, việc mà uh, Idol này có xoáy xoán ngôi được uh, lực chiến của tôn giả hay không thì mình không cam kết được nhưng mình cảm giác là có hy vọng các bạn nhé, phải gọi là có hy vọng, um, việc xoán ngôi hay không thì mình chưa chắc chắn được. Còn mà nói về siêu bọt bé vịt mà muốn xoán ngôi cái lực chiến của Idol tôn giả là cảm giác rất là khó. Mà nhớ đi đây là câu chuyện của phá cảnh mì bảy đánh với phá cảnh 28 một người đánh chênh nhau khoảng 6 tháng trời cỡ vậy nói chung là về con số tháng thì mình cũng không nhớ rõ nữa nói chung chênh nhau tháng rất là nhiều phá cảnh bị bài chênh và sắp tới các bạn uh, nhớ nhé uh, thân thần thông tàu hỏa kim thân đối với server cũ nó sắp mà mất mất điểm chạm rồi có hai chăng thì ủi và anh nhái né đánh thành công các bạn thấy chưa thôi xong rồi ủi các bạn thấy chưa tươi đằng né tránh nhá nhưng cái đam luân hồi và tịch diệt nó vẫn uh, có những cái cái, cái chất xúc tác vào để tạo ra cái lượng đam đó, các bạn nhá còn việc là nó nổ hay không thì nó không còn là câu chuyện nhân phẩm nữa ủi cảm giác ra kỹ năng liên tục thế nhỉ các bạn nói rồi uh, phải nói rằng uh, nick uh, siêu bọt bé vị là một trong những nick có chỉ số ẩn nó rất là cao các bạn các bạn mình đã sâu một cái clip chi tiết về một nick siêu bọt 2 tỷ như thế này rồi và việc mà các bạn có đầu tư không thật ra đầu tư vào một cái chỉ số ẩn này nó rất là đắt 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 lòi con lòi tập nó lên lực chiến thì nó dễ bởi vì lên lực chiến thì các bạn chỉ cần lên úp rất là dễ nhưng mà úp chỉ số ẩn thì đa số là các bạn là uh, bỏ 10 các bạn lấy ba bỏ 10 tiền thì các bạn lấy ba thôi còn lực chiến thì các bạn úp sai thì bỏ bỏ 10 lấy 5 bạn là úp được chiến chuẩn thì bỏ 10 lấy 9 còn mà bỏ 10 lấy mười thì hầu như khó chắc chắn phải có sai lầm mình còn sai lầm hay là các bạn có thể là chê mình chơi yếu chơi kém nhưng mình tin chắc rằng là mình là một trong những người mà được chơi ké nhá mình nói thật là mình một trong những người chơi ké và được cầm thêm nhiều ắc và được trải nghiệm rất nhiều sai lầm của các siêu bó cũng như các boss cũng như các tốt và số tiền sai lầm nó lên tới hàng, hàng chục tỷ đấy các bạn nó không phải tiền tỷ đơn giản nó phải chục tỷ đâu với rất nhiều cao cứ mỗi cao khoảng 500 triệu 600 triệu rồi cả các cao trăm triệu nó nó có thể nhảy lên tới chục tỷ là bình thường hồi ta sẽ giúp người quá quang mang trong lòng ui chưa biết được mèo nào cắn mèo nào rất là cay cần ui dính nhiều ứng luôn các bạn kìa thôi những clip này chúng ta xem giải trí thôi các bạn nhé xem các bọt là khi mà cọ sát nhau thì như thế nào thôi vẫn rất mong một lần nào đó được cầm trên tay để hôm nào nhờ siêu bọt bé viết mượn cái cao của bạn baby xem ra là muốn vào cái cao bạn baby tí để trải nghiệm thêm nhiều lối bi mới nhiều kiểu hình bi mới nó hấp dẫn hơn rất là nhiều Mày đánh rất là tốt nhá mấy mấy bạn mà chơi server 1 đánh uh, lên server 1 đánh nghe tránh rất là nhiều Ờ uh, lên server mùa 1 mỗi nói chung mỗi mình đã nói là mỗi liên server có kiểu đánh khác nhau các bạn cực kỳ lạ luôn các bạn thấy chưa chưa biết được đánh vòng tới vòng thứ hai rồi mong rằng là nó không bị đít clip bởi vì đánh lâu ấy nó hay bị đít uh, clip lắm các bạn Thôi, uh, nhìn thế này thì mình biết là giàu như siêu bọt bé vịt có thể là có cửa thắng mấy bạn Ui, nhưng né tránh, mình vẫn rén cái nét tránh các bạn Mình vẫn muốn là siêu bọt bé vịt chạy Chạy chính xác hơn các bạn nhé Vì thiếu chính xác nó cũng rất là nguy hiểm Cũng né tránh này, các bạn nhỉ Thì như thế này các bạn mới biết cái thần hồn mạnh hổ hồn nó rất là quan trọng mãnh nhổ hồn và thần hồn siêu tiêu hồn hai cái thần hồn cực kỳ quan trọng luôn né tránh luôn các bạn nhé được cái thì bây giờ cái thiên kỹ tu lang nó cũng khá là hiệu quả đối với những cái cao như thế này khi mà đánh tới vòng 3, vòng 4 thì cái việc mà các bạn có một cái thiên kỹ tu lang không khác gì là các bạn có một bạch cụ tinh nữa đánh toàn đội hình kiểu đánh thường của bạch cụ tinh ấy lại nẹt tránh các bạn nhé đánh tới tận vòng 3 rồi tầm này thì nó không còn câu chuyện của pet nữa mà bây giờ là câu chuyện của việc là ai bi đội hình đánh về dài như thế nào đánh kiểu hình đánh về dài nó có những cái lợi thế ra sao từ cái thì chúng ta thấy rằng bạch của tinh của siêu bọt vé vị sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều so với bạch cột tinh của ui chưa biết được các bạn nhá ui ui dính hỗn loạn kìa các bạn ơi kèo này căng đấy lòi tòi phòi đi các bác ạ hai bên đều mất đầu chiến thắng vật rồi và đây là câu chuyện của bạch của tinh có khai chăng thì bên siêu một bé vịt còn thiên đế choáng thành công không choáng thành công đi thính nhưng các bạn thấy chữ bạch của tinh là một trong những người có thể né choáng được các bạn ạ rất lợi thế ờ, bên mình thì đang còn đầu chiến hào ma ui né tránh thành công nhưng không sao còn tịch diệt các bạn nhé hiệu quả tịch diệt nó vẫn đang còn tồn tại các bạn phải thật cái gì thế này hỗn loạn chính hỗn loạn nữa kèo đạch căng ui kèo căng đấy các bạn nhé kèo căng 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 cực ok clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình Uh, clip hiện tại mình nói thật với các bạn là mình clip đa số mang tính chất giải trí mình chẳng muốn tôi trích ai với ai đâu đa số tất cả mọi người đây đều là khách nào của mình hết cả một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại.